Hiện tại tôi đang đi trên cung đường đẹp nhất Đông Nam Á. Cho đến thời điểm hiện tại. Lấy cái chân cao nữa. Từ từ. Cái này là phải. Đây là cung đường đẹp nhất của đỉnh núi Mẫu Sơn. Các hàng cây phủ đầy tuyết trắng. Đấy, hiện tại tôi đang vẫn còn trực tiếp ở cung đường đẹp nhất Đông Nam Á. Ngay lúc này tuyết nó đang tan, nhiệt độ ấm lên, băng tuyết đang tan dần. Giữa đường nhá. Tía chụp ảnh nữa.